Mỹ nhân Trung Quốc phỏng vấn người lao động nghèo ở Việt Nam rồi sốc nặng vì mức lương cao hơn Trung Quốc. Xin chào các bạn đã quay trở lại với Netizen React. Các bạn thân mến, cách đây chưa lâu trên mạng xã hội Trung Quốc đã truyền tay nhau một hình ảnh chụp lại bảng lương của công nhân Việt Nam khiến Netizen Trung Quốc không khỏi bàng hoàng. Họ không thể tin lương ở Việt Nam lại cao như vậy, cao hơn cả Trung Quốc. Bên cạnh đó, vẫn có những người hoài nghi hỏi rằng đây có phải là sự thật không? Chẳng lẽ người Việt Nam lại có thu nhập cao hơn Trung Quốc à? Để giải thích cho những băn khoăn này, một cô gái xinh đẹp đã thực hiện một video phỏng vấn đường phố Việt Nam với nội dung tìm hiểu về mức lương thật sự của người lao động ở Việt Nam và đăng tải lên mạng xã hội Dưa Hấu. Trong video, vlogger này đã phỏng vấn 3 người khác nhau, có cả người chạy xe ôm, có cả người làm chủ quán trà đá. Vậy cuộc phỏng vấn này có gì thú vị? Bây giờ mời các bạn cùng xem nội dung video này nhé! Người đầu tiên mỹ nhân Trung Quốc phỏng vấn đó là một chú chạy xe xích lô, một công việc rất khó khăn, vất vả và không ổn định. Nhưng trong cuộc trò chuyện thì vlogger này biết được rằng chú ấy chỉ làm được có 10 ngày, một tháng 20 ngày còn lại chú phải dành ra để nghỉ ngơi ở nhà vì sức khỏe của chú không được tốt. 10 ngày đó chú phải làm từ sáng đến đêm, một ngày trung bình chú kiếm được 500.000 đồng. Tính ra mỗi tháng chú kiếm được 5 triệu đồng. Theo tỷ giá hiện tại, 500.000 đồng đổi được 150 tệ và như vậy 5 triệu tương đương 1.500 tệ. Tiếp theo, vlogger này phỏng vấn một chú xe ôm. Vlogger này ngạc nhiên vì chú chỉ làm có 8 tiếng một ngày, nhưng một tháng kiếm được 8-9 triệu đồng, tương đương với 2.400-2.700 nhân dân tệ. Một mức lương không tệ chút nào. Theo vlogger này, so với người Trung Quốc thì mức thu nhập này khá tốt vì chỉ cần làm 8 tiếng một ngày, không giống như nhiều người Trung Quốc phải cày cuốc từ sáng đến đêm. Người cuối cùng mà vlogger này phỏng vấn đó là một chủ của quán trà đá. Nghe thì có vẻ bình dân thế thôi, nhưng sau cuộc phỏng vấn thì vlogger này biết được thu nhập của anh chủ này là 15 triệu một tháng, tương đương với 4.500 tệ. Có vẻ anh chủ quán này trông quá giản dị và khiêm tốn so với mức lương cao của anh ấy. Đó là chia sẻ của vlogger này đến với cư dân mạng Trung Quốc. Rõ ràng là cuộc phỏng vấn này diễn ra ngẫu nhiên và không có sự sắp đặt nào cả. Hơn nữa, những người được chọn phỏng vấn đều là những công việc rất bình dị, thậm chí trông họ có vẻ là những lao động nghèo. Khi nghe người lao động Việt Nam tiết lộ mức lương, netizen Trung Quốc đã bị sốc vì nhiều người ở Trung Quốc có mức lương còn thấp hơn như thế này. Vậy cư dân mạng nước này đã nói gì? Chúng ta cùng lướt xuống phần bình luận, đọc vài comment nhé! Ở Trung Quốc, 8 giờ một ngày và 2 ngày cuối tuần chỉ có 2.000 đài tệ, thực sự cao hơn ở Trung Quốc. Nó đã vượt qua Nam Ninh, tôi lái xe taxi ở Nam Ninh, làm việc 16 tiếng mỗi ngày và chỉ kiếm được 3.000 nhân dân tệ một tháng. Quả thực đã vượt quá, ở Trung Quốc có rất nhiều người kiếm được mức lương 1.000 nhân dân tệ. GDP bình quân đầu người ở Việt Nam là 4.000 đô la Mỹ và ở Trung Quốc là 12.700 đô la Mỹ. Xét về mức lương trung bình, chúng thường bằng một nửa GDP bình quân đầu người. Mức độ công nghiệp hóa càng cao thì tỷ lệ tiền lương trên GDP càng cao, nhưng chênh lệch thường từ 40 đến 60% nên mức lương trung bình ở Trung Quốc phải cao gấp 3 lần so với Việt Nam mới đúng. Ở Trung Quốc, nhân viên bảo vệ cộng đồng được trả 3.400 nhân dân tệ, nhân viên dọn vệ sinh trả 2.700 đến 3.000 nhân dân tệ và những người đàn ông lớn tuổi trả khoảng 1.700 nhân dân tệ để dọn phòng. Đây là mức lương thấp nhất đối với những người làm việc bán thời gian. Mẹ tôi sang Việt Nam năm ngoái, bà nói một tô mì hoặc hủ tiếu giá khoảng 3 nhân dân tệ, nhưng lương của họ khoảng 2.000 nhân dân tệ một tháng. Bạn có thể tự đánh giá xem giá cả và tiền lương của họ so với chúng ta như thế nào. Lương tháng của tôi là 25.000, có anh chàng Việt Nam nào ra thi đấu không? Có quá nhiều khoản khấu trừ an sinh xã hội ở Trung Quốc, sau khi trừ 6.000 tệ, chúng tôi chỉ còn lại 4.000 tệ. 10 năm sau, cuộc sống ở Việt Nam sẽ tốt hơn ở Trung Quốc. Nếu chiến dịch chống tham nhũng của Việt Nam diễn ra tốt đẹp, nền kinh tế Việt Nam chắc chắn sẽ cất cánh. Điều này là chắc chắn, sự phát triển của Việt Nam có thể vượt qua Trung Quốc chỉ trong vài năm nữa. Mức lương ở Việt Nam chắc chắn cao hơn ở Trung Quốc bởi ngành công nghiệp sản xuất của Việt Nam hiện nay rất phát triển. Hơn cả người Trung Quốc, tôi chỉ kiếm được 16.000 nhân dân tệ một tháng, trong khi những người khác kiếm được hàng chục triệu mỗi tháng. Tại sao bạn không hỏi công nhân cổ trắng, công chức và người dân trong các nhà máy? Chi phí sinh hoạt ở Việt Nam thấp nên kiếm được 3.000 nhân dân tệ mỗi tháng không phải là tệ. Tiền lương ở Trung Quốc hiện nay đã giảm đáng kể và tiền lương nói chung cũng giảm. Chúng tôi không nhất thiết phải cao hơn những người khác. Chúng tôi đã khấu trừ an sinh xã hội và nhận được gần 3.000 nhân dân tệ. Chúng tôi làm việc 11 giờ một ngày.
ai dám so sánh với Việt Nam, lương có thể dễ dàng lên tới hàng chục triệu, ngay cả Mỹ cũng không thể so sánh được. Vậy rõ ràng là nhiều người Trung Quốc cuối cùng đã phải xác nhận rằng ở Việt Nam chẳng hề nghèo khổ như họ vẫn nghĩ. Nhưng bên cạnh đó, có nhiều thanh niên Trung Quốc luôn mồm khoe mức lương của họ nhận được lên tới hàng chục nghìn nhân dân tệ và nói người Việt Nam bao giờ mới được như họ. Thực ra mình cũng không biết họ nổ hay nói thật, nhưng những người Trung Quốc này lại so sánh công việc văn phòng của họ với chú xe ôm là thấy sai sai rồi. Ở Trung Quốc, chỉ cần bạn có mức lương 5.000 nhân dân tệ, tương đương với 16 triệu 680.000 đồng là đã đánh bại 95% người khác. Theo số liệu công bố vào năm 2022, số người có thu nhập dưới 5.000 tệ ở Trung Quốc lên đến 1 tỷ 328 triệu người, chiếm 94,8% dân số Trung Quốc. Tức là đại đa số người Trung Quốc có mức lương 16,7 triệu đồng. Còn những người đạt được mức lương 10.000 tệ, tương đương với 33 triệu là rất ít. Họ làm trong các ngành tài chính máy tính và chế tạo cao cấp mới mong ra. Nhưng nếu xét về chất lượng cuộc sống, ngay cả người có mức lương 10.000 nhân dân tệ cũng chưa chắc sống vui, sống khỏe. Nếu ở thành phố nhỏ cấp 3, cấp 4, các loại chi phí thấp thì thu nhập 10.000 tệ có thể sống thoải mái. Nhưng nếu ở các thành phố cấp 1 như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến, Quảng Châu, với mức thu nhập này chỉ đủ để thuê nhà, trả các khoản vay thế chấp, duy trì chi tiêu hàng ngày thôi. Tóm lại, 10.000 tệ ở thành phố nhỏ thì không thể kiếm được, mà thành phố lớn thì không đủ tiêu. Thế là người Trung Quốc suốt ngày lấy GDP ra để chê Việt Nam lương thấp, rồi chê Việt Nam nghèo nàn, lạc hậu đủ kiểu. Còn ở Việt Nam thì sao? Việt Nam có thể chưa giàu, nhưng do chi phí cuộc sống rẻ, dẫn đến người dân tích lũy được nhiều tài sản qua thời gian, thì người dân càng ngày càng giàu. Còn mấy nước tư bản thì GDP cao, nhưng chi phí cuộc sống đắt đỏ và đóng thuế nhiều. Dân chỉ đủ lo cho cuộc sống thì làm sao mà giàu được, mặc dù là nước giàu. Mỹ GDP cao, nhưng người vô gia cư đầy đường. Trung Quốc GDP cao hơn Việt Nam, dân thì không đủ ăn, nói gì là giàu. Nhật Bản và Hàn Quốc GDP khá cao, đi làm cong cả lưng, không có thời gian để vui chơi. Việt Nam bước ra khỏi chiến tranh với một thể chế chính trị ổn định, mọi phương hướng hoạt động của đất nước đều đi theo một chỉ thị nhạy bén và đúng đắn duy nhất nên không xảy ra tình trạng phức tạp, ảnh hưởng tới người dân như nhiều quốc gia khác. Do đó, người dân Việt Nam có thể tập trung và yên ổn làm ăn một cách lâu dài. Đó là lý do đầu tiên khiến Việt Nam trở thành quốc gia hạnh phúc bậc nhất, mặc kệ cho con số GDP có như thế nào đi nữa. Ôi giời, GDP cao làm gì nhỉ? Sống Việt Nam mình thoải mái, vui vẻ sống, vậy mới đáng sống phải không ạ? Mình chợt nhớ một người bạn Trung Quốc từng hỏi mình, Việt Nam nghèo nên không mua được ô tô đúng không? Và mình bảo rằng không, vì ô tô ở nước tôi đắt gấp 3 lần nước bạn. Anh bạn đã ngỡ ngàng luôn. Thực sự thì Việt Nam không thể so sánh với Trung Quốc được. Nhưng Việt Nam đang phát triển tốt và không nhiều người ngáo ngơ với thế giới như hàng xóm. Trung Quốc lúc trước nghèo còn hơn Việt Nam nhờ sự đầu tư từ nước ngoài nên kinh tế bây giờ khá hơn rất nhiều. Thực ra nói Việt Nam đuổi kịp Trung Quốc cũng là rất khó. Vì cơ sở hạ tầng và logistics của Trung Quốc rất phát triển, Việt Nam phát triển sau Trung Quốc hàng chục năm. Tuy nhiên hiện nay, đất nước tỷ dân một phần họ cũng đang gặp khủng hoảng liên quan đến bất động sản và chính sách tương lai của Việt Nam có lẽ sẽ có cải thiện nên cũng không thể nói trước được điều gì. Nên chỉ hy vọng Việt Nam tiếp tục phát triển đồng đều thôi. Các bạn có đồng tình với quan điểm của kênh không ạ? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới phần comment nhé! Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật những tin tức thú vị và hữu ích trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.